Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu là phần bản tin y tế với các thông tin đáng chú ý như sau. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc tại trường phổ thông liên cấp Đoàn thị điểm Eco Park, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Lượng bệnh nhân ung thư các bệnh về tiêu hóa tiết niệu tăng cao. Thành lập bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Mục cẩm nang nhập số này là những bài thuốc từ nghệ. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, người phụ nữ 25 năm vác tù và hàng tổng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 3, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới trường phổ thông liên cấp Đoàn thị điểm để chỉ đạo khắc phục sự cố hơn 100 học sinh nghỉ học nghi ngộ độc thực phẩm. Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có buổi kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm và điều tra ngộ độc thực phẩm với trường. Cho đến ngày 7 tháng 3, vẫn còn 80 em học sinh chưa quay lại trường học. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng lưu ý, đây là sự cố cần phải nghiêm túc đối phó và tích cực tìm hiểu nguyên nhân. Đồng chí đề nghị nhà trường ngay lập tức phải tổng rà soát lại các khâu trong việc thực hiện bếp ăn tại trường, đồng thời kết hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo sức khỏe cho những em học sinh phải nghỉ học do ốm. Nhà trường cần chủ động báo cáo thông tin ngay khi có những bất thường. Tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh cần ăn chín uống sôi, hạn chế cho trẻ ăn các món chiên xào vì ăn nhiều dầu mỡ dễ làm tăng áp lực thẩm thấu, gây bệnh tiêu chảy cho trẻ. Đối với tất cả các trường hợp ngộ độc đều phải được đưa ngay tới cơ sở y tế để được bác sĩ đưa ra phác đồ cấp cứu điều trị phù hợp kịp thời. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại lễ hội Đền Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Để đáp ứng nhu cầu lượng lớn người du xuân lễ hội, dịch vụ ăn uống tại di tích cũng mang tính chất tạm thời. Nhiều lều quán đã được mọc lên với đủ loại thực phẩm từ bún, phở đến những gánh hàng di động như xúc xích, bánh kẹo, nước uống. Bố trí ngay ở đường đi lối lại, thiếu điều kiện bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn. Vì lễ hội thường mang tính chất thời vụ nên nhiều chủng loại thực phẩm được sản xuất chế biến thủ công. Người bán hàng, chế biến thực phẩm thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm. Lượng người đi lại ăn uống đông đúc, dồn dập dễ tạo ra sự nhiễm vào thức ăn, nên nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại lễ hội là rất lớn. Theo thống kê của khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, khoảng 2 năm trở lại đây, lượng bệnh nhân ung thư mắc các bệnh về tiêu hóa tiết niệu tăng khoảng 30%. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân đến điều trị các bệnh về tiêu hóa tiết niệu. Trong đó, số bệnh nhân bị biến chứng chuyển thành ung thư chiếm khoảng 25%, tức là bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng. Các mặt ung thư thường thấy như ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư vú, ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Độ tuổi trung bình từ 40 tới 55, tuy nhiên trong đó số bệnh nhân ung thư gan đang có dấu hiệu trẻ hóa. Ngoài các yếu tố rối loạn nội tiết, tổn thương có tính di truyền, thì nguyên nhân còn là do tác động liên quan đến môi trường ô nhiễm, thực phẩm nhiễm nhiều hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng. Hoặc do chính lối sống thiếu khoa học với các thói quen hút nhiều thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ dinh dưỡng không an toàn hợp lý. Để phòng bệnh, mọi người nên thay đổi lối sống, năng vận động và chế độ dinh dưỡng nhiều rau xanh, thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát ung thư sớm để phát hiện và điều trị kịp thời. Ngày 26 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 09 về việc thành lập Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hưng Yên. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên, gọi tắt là Bệnh viện nhiệt đới, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có chức năng thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh, khám bệnh, chữa bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện có nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các hoạt động về phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học về y học, chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật, phòng chống bệnh dịch, tổ chức các hoạt động truyền thông, can thiệp và dự phòng lây nhiễm, điều trị các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS, điều trị nghiện chất theo hướng dẫn, nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học. Quyết định thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2018. Theo thông tư số 52 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3, khi kê đơn cho trẻ dưới 72 tháng tuổi, phải kê khai chứng minh thư của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
Cụ thể, đơn thuốc mẫu được quy định trong phụ lục thông tư 52 yêu cầu các thông tin về họ tên tuổi của trẻ, họ tên tuổi cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ, số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước của cha mẹ, người giám hộ và địa chỉ gia đình, sau đó mới đến các thông tin như số thẻ bảo hiểm y tế, chẩn đoán, các thuốc được kê và lời dặn dò với gia đình. Ngay khi thông tư này được áp dụng, các bác sĩ nhi khoa cũng bày tỏ sự lo ngại bởi thực tế khi đưa con đi khám và điều trị, nhiều phụ huynh không mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc sổ căn cước, hoặc người đưa các bé đi khám không phải là cha mẹ hay người giám hộ. Việc này gây khó cho bác sĩ khi thực hiện kê đơn thuốc nếu không đủ giấy tờ. Nhưng nếu yêu cầu người nhà phải quay về lấy giấy tờ thì cũng rất phiền hà. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, sau một tháng thiếu hụt vaccine sởi rubella và vaccine bạch hầu ho gà uốn ván được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ 18 tháng đã được cung ứng đủ phục vụ nhu cầu của người dân. Hiện nay, dự án tiêm chủng mở rộng đang tiến hành các thủ tục để có thể cung ứng vaccine cho các địa phương. Theo đó, vaccine sởi rubella do Viện Vaccine Ấn Độ sản xuất sẽ được thay thế bằng vaccine sởi rubella do Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế sản xuất đã được cấp số đăng ký, được phép lưu hành. Trung tâm Y tế Dự phòng thông báo, các bà mẹ chú ý thông tin con em mình đang trong độ tuổi từ 18 tới 24 tháng chưa được tiêm vaccine sởi rubella và vaccine bạch hầu ho gà uốn ván thì cần đưa trẻ tới tiêm bù ngay sau khi vaccine được cấp về trạm y tế để đảm bảo trẻ được tiêm phòng đầy đủ. Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Ban Quản lý Dự án Tiêm chủng mở rộng thì để duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt từ tháng 6 năm 2016, nước ta đã triển khai vaccine bại liệt uống 2 tuýp theo đúng lộ trình của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ năm 2018, Việt Nam sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng loại vaccine mới, vaccine bại liệt bất hoạt dạng tiêm IPV. Bên cạnh đó, vẫn song song sử dụng vaccine bại liệt uống 2 tuýp. Trường hợp trẻ đã uống 1 hoặc 2 hoặc 3 liều vaccine uống 2 tuýp trước đó sẽ được tiêm một mũi vaccine IPV khi trẻ 5 tháng tuổi. Việc phối hợp dùng cả hai loại vaccine bại liệt như vậy sẽ giúp củng cố thêm hệ thống miễn dịch cho trẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, ở Việt Nam, trung bình cứ 4 người lớn thì có ít nhất từ 1 đến 2 người mang nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch ngày một tăng ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Tại Hưng Yên, tuy chưa có thống kê đầy đủ về tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch trên địa bàn tỉnh, song theo số liệu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, số người đến khám và điều trị các bệnh liên quan đến tim mạch ngày càng tăng trong những năm trở lại đây. Đặc biệt, người mắc bệnh tim mạch có xu hướng trẻ hóa. Nếu như ở thập niên 90 của thế kỷ trước, chỉ những người ngoài 50 tuổi mới mắc bệnh tim mạch, thì nay có những trường hợp ngoài 20 tuổi đã mắc bệnh. Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần Kinh tỉnh hiện tiếp nhận điều trị 220 bệnh nhân, nhưng lại chỉ có 3 bác sĩ đang công tác. Tình trạng thiếu bác sĩ có trình độ đang là bài toán nan giải đối với trung tâm. Trung tâm hiện có 86 cán bộ nhân viên, chỉ có 1 bác sĩ, 2 y sĩ. Sắp tới trung tâm sẽ tăng quy mô giường bệnh. Việc tìm kiếm bác sĩ về công tác sẽ vô cùng khó khăn, gây ảnh hưởng lớn cho việc chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. Theo lãnh đạo của trung tâm, chính sách thu hút đối với cán bộ chuyên khoa tâm thần hiện còn nhiều bất cập, thu nhập thấp trong khi phải làm việc vất vả, nhiều rủi ro, nên việc tuyển dụng bác sĩ vào các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần rất khó khăn, đặc biệt ở tuyến tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, viêm loét dạ dày hành tá tràng là bệnh lý về đường tiêu hóa rất hay gặp. Một trong những biến chứng phổ biến của viêm loét dạ dày tá tràng gây ra nếu không được điều trị kịp thời đó chính là thủng hoặc chảy máu dạ dày, nguy hiểm hơn là ung thư dạ dày. Vì vậy, việc phòng ngừa và phát hiện sớm bệnh rất quan trọng. Mục Thầy thuốc và người bệnh số này, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Lệ, trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên về những thông tin xoay quanh căn bệnh này. Xin chào bác sĩ, rất là cảm ơn bác sĩ ngày hôm nay đã nhận lời tham gia trao đổi cùng với tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đem đến cho khán giả truyền hình những thông tin hữu ích xoay quanh bệnh viêm loét dạ dày tá tràng. Trước tiên thì rất là mong bác sĩ cho khán giả truyền hình được biết cái khái niệm về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là như nào. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng là chỉ cái niêm mạc dạ dày tá tràng bị mất cái lớp bảo vệ, gây hoại tử mô niêm mạc và gây có những cái vết loét ở niêm mạc dạ dày của tá tràng. Bệnh này tương đối phổ biến, theo như thống kê thì chiếm từ 9 đến 10% dân số. Nhưng nếu ở Việt Nam 90 triệu dân thì nó khoảng gần 9 triệu người mắc. Và bệnh này gặp ở mọi lứa tuổi. Có những cái cháu bé là từ 3-5 tuổi đã mắc rồi. Nhưng mà bệnh này hay gặp ở người trưởng thành nhiều hơn. Vậy thì bác sĩ, nguyên nhân mắc bệnh là do đâu ạ?
Nguyên nhân thì người ta liệt kê có mấy nguyên nhân chính như sau. Một là do cái vi khuẩn H. pylori, gọi là Helicobacter pylori, chiếm khoảng trên 7% gây ra cái bệnh này. Cái con vi khuẩn này là một cái loại vi khuẩn mà người ta gọi là xoắn trực khuẩn. Nó sống ở niêm mạc dạ dày, tá tràng và nó tiết ra những cái chất độc tố là phá hủy cái lớp bảo vệ và nó gây loét. Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân do chế độ ăn uống không hợp lý. Thí dụ như là ăn quá nhiều các chất cay nóng, thí dụ là rượu, cà phê, hạt tiêu, hoặc là ăn quá lo hoặc là ăn những chất khó tiêu nhiều. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân do cái yếu tố thần kinh, thí dụ như là mất ngủ kéo dài, căng thẳng, lo nghĩ nhiều. Nguyên nhân nữa là nguyên nhân do cái một số thuốc mà thí dụ như là đặc biệt cái thuốc mà nó gây giảm đau chống viêm khớp ấy mà uống không đúng chỉ định là có thể gây ra cái loét. Và nguyên nhân cuối cùng là một số cái bệnh có thể tăng tỷ lệ loét lên, thí dụ như là bệnh đái tháo đường hay là một số bệnh khác. Bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thì có những cái biểu hiện triệu chứng như thế nào thưa bác sĩ? Triệu chứng của bệnh viêm loét dạ dày tá tràng thì đầu tiên là đau. Thì cái đau đặc biệt của viêm loét dạ dày tá tràng đó là đau liên quan đến bữa ăn. Liên quan đến bữa ăn nghĩa là có thể là đau đói, có thể là đau no, có thể là ăn vào thì đau tăng lên. Và thường thường là đau vào đêm và sáng. Và triệu chứng thứ hai là triệu chứng nôn và buồn nôn. Tức là một số triệu chứng ăn vào, bệnh nhân ăn vào mà có cảm giác là muốn nôn. Triệu chứng thứ ba là triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Và triệu chứng cuối cùng là triệu chứng gọi là bị gầy sút cân. Bác sĩ có thể kể ra một vài cái biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm loét dạ dày tá tràng ạ? Biến chứng hay gặp đầu tiên là bị thủng dạ dày tá tràng. Cái biến chứng thứ hai hay gặp là chảy máu. Dạ dày tá tràng biểu hiện bằng nôn ra máu đi ngoài phân đen. Có một số vào đây là đã nôn ra máu và đã trụy mạch. Triệu chứng thứ ba nữa là triệu chứng ung thư hóa. Nếu mà không điều trị kịp thời thì ổ loét nô lăm có thể biến thành ung thư hóa. Biến chứng thứ tư đó là bị hẹp môn vị. Thế là ổ loét lâu ngày nó sơ chai, nó gây hẹp môn vị. Bệnh nhân ăn không tiêu và nôn nhiều. Và triệu chứng bị biến chứng cuối cùng là bệnh nhân gầy sút, thiếu chất, thiếu máu. Bác sĩ hãy đưa ra một vài cái lời khuyên phòng tránh căn bệnh này cho mọi người ạ. Tránh ăn những thức ăn mà cay nhiều, nóng nhiều, uống nhiều rượu, hoặc là ăn quá lo, hoặc nhai quá vội. Hạn chế cái lo lắng căng thẳng về vận động. Thế và cái phải cho thêm thuốc để kháng cái thụ thể H2, tức là làm cho nó chống viêm giảm đau, và có những thuốc để băng lên mặt dạ dày. Là xin nhắc lại là đặc biệt những cái bệnh nhân mà bị loét dạ dày tá tràng do nhiễm vi khuẩn H. pylori thì cái đấy thì phải tuân thủ nghiêm ngặt theo điều trị của bác sĩ. Và mỗi một liệu trình là khoảng một tháng, sau một tháng thì chúng ta phải xét nghiệm lại bằng đi nội soi và bằng đi soi lại xem cái vi khuẩn H. pylori còn không. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi ạ. Nghệ là loại củ không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam. Nghệ không những được sử dụng phổ biến làm gia vị để tạo màu cho các món ăn, mà nó còn có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe của con người, nên được sử dụng rất nhiều làm thuốc chữa bệnh. Sau đây là một số tác dụng của nghệ trong chữa bệnh. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách pha tinh bột nghệ để dùng trong trường hợp vàng da, cơ thể suy nhược hoặc đau dạ dày. Thì thứ nhất là dùng 200ml nước. Nước này là nước khoảng 40-50 độ. Và pha với một thìa tinh bột nghệ. Chúng ta cho thêm một thìa mật ong. Mật ong có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, chỉ thống, giảm đau. Quấy đều tinh bột nghệ và mật ong và sau đấy sử dụng. Mỗi ngày uống một cốc vào buổi sáng trước khi ăn. Có thể uống tùy theo từng thể trạng để chúng ta có thể uống kéo dài. Bài này là dùng bột nghệ pha với mật ong, bột nghệ khoảng 100g và mật ong 1000g pha với nhau. Và mỗi ngày uống khoảng 20-30g.
uống có thể uống kéo dài tùy theo thể trạng và tình trạng bệnh. Trong trường hợp phụ nữ sau sinh có ứ huyết, chúng ta có thể dùng nghệ khô khoảng 6 gram sắc với 200ml nước, sắc còn 100ml nước, mỗi ngày uống 2 lần, uống trong 3 đến 4 tuần. Nếu trường hợp không có nghệ khô, chúng ta có thể dùng nghệ tươi khoảng 3 đến 4 lát, trộn với 1 đến 2 thìa mật ong, hấp cách thủy và ăn ngày 1 đến 2 lần. Hai mươi lăm năm gắn bó với công tác dân số kế hoạch gia đình là 25 năm bà Nguyễn Thị Phận bị gọi là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng bà vẫn tận tâm với nghề và có nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động người dân thôn Hòe Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch gia đình, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống. Đã từ lâu, bà Nguyễn Thị Phận đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Làm công tác dân số từ năm 1993, những ngày đầu bà đã gặp không ít khó khăn khi quan niệm thích có con trai đã ăn sâu vào tư tưởng của người dân nơi đây. Trước tình hình đó, nhiều đêm bà trăn trở suy nghĩ cách xóa những tư tưởng lạc hậu ấy và làm thế nào để người dân hiểu con nào cũng là con, miễn sao nuôi dạy cho tốt để thành người có ích cho xã hội. Nghĩ là làm, bà đã dành hết thời gian để đi tuyên truyền phổ biến những kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe, sinh sản trong các buổi họp câu lạc bộ, họp thôn. Bà đã đặc biệt chú ý đến những cặp vợ chồng đã sinh con một bề là gái để tiếp cận và tìm đến tận nhà, nhỏ to tâm sự. Nhờ đó, trong nhiều năm liền, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình của thôn Hòe Lâm luôn được đánh giá cao. Trong nhiều năm nay thì về công tác dân số của bà Phận thì bà làm tuyên truyền rất là tốt và có cái tỷ lệ sinh con thứ ba rất là thấp, và đặc biệt là cái tỷ lệ sinh mất cân bằng giới tính thì lại rất là cân bằng giới tính trong 5 năm liền trở lại về đây. Mà cũng nhờ cái công tác tuyên truyền của bà, thế cho nên là cái tỷ lệ cân bằng mất cân bằng giới tính và tỷ lệ dân sinh con thứ ba được giảm rõ rệt. Mỹ Hào là một trong những huyện có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao của tỉnh, nhưng thôn Hoài Lâm đã nhiều năm không xảy ra tình trạng mất cân bằng giới tính. Hiện tại, tỷ số giới tính khi sinh của thôn là 100 bé trai trên 102 bé gái. Cũng nhiều năm, thôn không có trường hợp sinh con thứ ba, không có trường hợp trẻ bị bệnh suy dinh dưỡng. Bà Phận không chỉ được người dân tin yêu, ủng hộ mà còn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. Bà Phận thì thực ra nói công tác bà công tác cũng lâu năm rồi, về phụ nữ. Xong bây giờ bà nghỉ hưu rồi lại sang mặt trận rồi cũng lại bên dân số, thì thực ra cái uy tín của bà là rất là có hiệu quả. Nên nói là mọi người đều nghe. Vâng, cho nên là thực ra chúng tôi cũng phải học hỏi nhiều về bà Phận. Ngoài là một cộng tác viên dân số, bà Phận còn rất tích cực tham gia công tác đoàn thể. Đã nhiều năm, bà tham gia các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Hội Phụ nữ xã. Đối với bà, việc được đi tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chính sách của Đảng và của Nhà nước đã trở thành một việc không thể thiếu. Trong công tác thì đồng lương tôi thì từ trước đầu tiên có 5.000 thôi. Đến 10.000 tôi thấy là tất nhiên là trong cái đồng lương của mình nó nếu so với lại cái công sức bỏ ra nó rất ít. Thế nhưng mình thấy cái hoạt động này nó rất là có lợi, tức là thứ nhất là cho cái về phát triển kinh tế gia đình cũng như tập thể. Thì thấy rằng là cũng vẫn là làm tốt và cũng tuyên truyền tốt. Trong lúc làm của mình thì cái thời gian mình bỏ rất nhiều, nhưng mà cũng lúc là gia đình là cái con cái nó cũng phàn nàn, nhưng mình phân tích luôn. Tại vì cái này nó là phong xã hội mà, công tác xã hội thì nó chỉ là vui và hoạt động thì nó khỏe là chính thôi, còn cái thực tế thu nhập thì mình vẫn phải làm thêm. Cho nên tôi vẫn phải làm công tác, vẫn làm thêm. Cũng không ngoa khi nói bà Phận là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Bởi bên cạnh những công việc xã hội, hàng ngày bà luôn chân luôn tay với việc bán hàng, tăng gia sản xuất tại gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống của chúng tôi số này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.